Hai mọi người nhá, hôm nay bọn em xuống Gia Lai hái điều này mọi người. Chào mọi người nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người xem luôn này. Quay trực tiếp cho mọi người xem luôn. Tháng 2 này chỗ có điều nha mọi người. Tầm khoảng tháng 2, tháng 3, tháng 4 gì đó mới có điều nha mọi người. Ngọt lắm. Ngon luôn. Em quay luôn cho mọi người xem này. Đó. Nó còn sẵn đó mọi người. Bán chú chín nha mọi người. Đó. Có ba loại điều nha mọi người. Đó này. Có loại màu vàng nha mọi người. Đó, màu vàng này. Màu vàng luôn nha mọi người á. Có loại màu đỏ. Màu vàng. Như loại màu vàng này nó ngọt hơn nha mọi người. Cái này màu đỏ này. Chắc mùng viền nào cũng không có đó, chắc miền này có thôi. Gia Lai có thôi mọi người, Kon Tum không có đâu mọi người, Bình Phước mới có. Đó. Năm nay mất mùa nha mọi người, trái nhiều ít lắm. Đó, hoa của nó héo hết rồi, khô hết này mọi người nhá. Khô hết này, quay cho mọi người xem luôn. Bọn em đi hái sáng này mọi người, đó, đi lượm này, ít trái lắm này. Đó. Nhặt được quả nào được quả nấy nha mọi người. Quay người xem luôn. Đó. Nhặt được sáng này còn nó rụng nha mọi người. Năm nay ít trái lắm. Các bạn đã quan tâm thì follow cho mình đăng ký kênh nha mọi người nhé. Để chiều em sẽ đăng video cho mọi người xem luôn. Mọi người ủng hộ mình nha.